Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 28 tháng 1 năm 2023 trên kênh Phono TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phono TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 28 tháng 1 biến động nhẹ trên thị trường xuất khẩu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 1, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm. Theo đó, giá tiêu đen xuất khẩu tại quốc gia này đã giảm đi 4 USD trên tấn, xuống mức giá 3.587 USD trên tấn, với mức giảm tương đương là 0,11%. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu giảm đi 6 USD trên tấn và hiện đang giao dịch ở mức là 6.176 USD trên tấn, giảm 0,1%. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu hiện đang niêm yết ở mức 2.800 USD trên tấn, tăng được 50 USD trên tấn trong tuần. Đối với Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang trong nhiều tháng qua và hiện vẫn đang giao dịch ở mức là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Tuần này cũng ghi nhận giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam không biến động với loại 500g trên lít và 550g trên lít hiện vẫn đang giao dịch ở mức là 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện đang giao dịch ở mức là 4.750 USD trên tấn. Thưa quý vị và các bạn, áp lực bước vào vụ thu hoạch rộ của hồ tiêu Việt Nam ngay sau kỳ nghỉ Tết đã đẩy thị trường giảm nhẹ. Cho dù đồng USD suy yếu đang hỗ trợ các thị trường hàng hóa, nhưng nhu cầu những tháng đầu năm thấp đã không giúp hồ tiêu phục hồi. Ở trong nước, cà phê và hồ tiêu đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau. Trong khi cà phê có tuần tăng liên tiếp đã cán mốc 43.000 đồng 1 kg, thì hồ tiêu lại suy yếu và dần rời khỏi mốc 58.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận giá tiêu đi ngang ở mức 55.700 đồng tới 58.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 56.700 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 55.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu ổn định ở mức 55.800 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi ngang ở mức 58.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua ở mức 57.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 56.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu được 231.988 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 201.995 tấn, còn tiêu trắng đạt 29.993 tấn. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc cũng chưa thể bứt phá mạnh, mặc dù đã mở cửa trở lại và nới lỏng dần chính sách Zero Covid. Tuy nhiên, dự kiến phải đến đầu quý 2 năm 2023, sức mua của thị trường Trung Quốc mới có thể tăng trở lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phono TV. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.